Mình muốn tìm sách vừa có thể dùng để thay giáo mà sau này bé sinh ra vẫn phù hợp để đọc cho con được. Nếu các mẹ cũng đang tìm kiếm một cuốn sách như vậy thì nhất định không thể bỏ qua bộ sách Những câu chuyện đong đầy yêu thương. Đáp ứng đủ cả hai tiêu chí, nội dung nhẹ nhàng với những câu chuyện về tình cảm gia đình sâu sắc, đọc để thay giáo giúp trẻ nhận biết âm thanh, phát triển các giác quan, nuôi dưỡng tâm hồn ngay từ trong bụng mẹ. Khi bé chào đời, những câu chuyện này hoàn toàn thích hợp để đọc cùng con trước giờ đi ngủ. Nhiều trường hợp nghiên cứu từ thực tế cũng cho thấy một số trẻ thậm chí vẫn nhớ được nội dung chuyện khi được nghe từ trong bụng mẹ. Những câu chuyện đong đầy yêu thương là bộ sách gồm 4 cuốn: Yêu con bằng cả trái tim, Nắm chặt tay nhau nhé, Rồi con sẽ lớn khôn, Tình yêu bao la luôn đủ cho hai ta, mang đến cho các bạn nhỏ những cảm nhận vô cùng ấm áp và ngọt ngào về tình cảm gia đình, tình cảm bạn bè, gửi gắm những thông điệp tích cực. Đó là câu chuyện về tình yêu của bố mẹ dành cho con, lúc nào cũng luôn tràn đầy và rộn ràng như trái tim đập trong lồng ngực. Đó là câu chuyện về tình yêu của voi ma mút bố, dẫu chẳng cần thể hiện nhiều bằng lời nói, nhưng luôn được chứng minh bằng hành động chân thành. Ở đó là tình thương vô bờ của bà yêu dấu dành cho Mo. Và đó còn là câu chuyện đáng trân trọng về tình bạn của giái cá Mickey. Tất cả giúp con hình dung rõ nét hơn về tình yêu, biết cách bộc lộ cảm xúc, chia sẻ yêu thương và tự tin khôn lớn.